Alo. Tôi chào sếp Thao nhé. Vâng, ôi chào anh gọi em bằng sếp, em ngại quá. Úi giời ơi, tôi cảm ơn sếp lấy con chim khỏi rồi. Vâng, con chim khỏi rồi à? Vâng, hôm đấy đứng ở hiệu thuốc xong sếp gọi cho hiệu thuốc thế là về cho uống một tuần. Vâng. Là khỏi rồi, bây giờ nó không khẹt khẹt nữa rồi. Bác là khách hàng ở đâu nhỉ? Tôi là Tuấn ở Gia Lâm mà. Tuấn Gia Lâm, đấy là con chim của bác là đúng như bác tả như thế đúng không? Qua điện thoại đúng Vâng. không? Đúng rồi, đấy, Đấy đấy mà qua điện bác cũng thoại kiên trì nữa. đấy, bác đi ra việc bác khôn này, bác ra hiệu thuốc, bác gọi điện cho em lại nói chuyện với bác sĩ từ thú y. Rồi may quá, về là khỏi. Thế mới hỏi tiếp vào, ví dụ như thời tiết mà nó dưới 20 độ thì con phải che lại cho nó. 20 độ không, thực ra con chim này mà nếu mà mùa mùa đông thì bác lên trùm áo mới cho vào trong nhà nó không gió là được. Đấy, còn À, những cái tôi hôm che nào vào mà hiên rét nhà rét khoảng dưới 15 độ nhá. thì bác mới phải để gần cái bóng điện hoặc là Đấy. dưới 10 độ thôi, chứ còn nếu mà tầm 18 20 độ đổ lên thì chẳng vấn đề Tôi treo ở ngoài hiên, nhưng mà ngoài hiên nhà ấy, gì thế thì là ví dụ đâu. như Hiên nhà thì nó vẫn mạnh đấy, hiên nhà nó vẫn có cái gió lộng. và Nếu lúc mà tối hiên thì nhà là sao? bác phải làm cái áo nó bằng 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 bạc bằng bằng giản dị bộ đội, nó không lọt gió ấy, thì nó không lạnh. Và Bác đêm phải tối đóng là kín che cái vào áo. gì, Vâng. đến đến tối là che vào, ngày mở ra. Vâng, đến tối là mình kéo khóa vào là nó chụp hẳn xuống dưới. À thế Nó à, chụp như cái lơm chụp vào cái lồ cơm như thế là nó không gió, nó không vào chiều nào được cả. Con chim vâng, này nó lạnh phần lớn là do gió chứ không phải là do thời tiết. à thế à, Vâng. à Bác để chỗ rồi nào rồi, hút gió là chỉ cần hơi hơi lạnh lạnh nó đã lạnh rồi. à thế à, Đó. rồi rồi rồi, Hai nữa là mình cho nó ăn thêm cái ngô 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 vỡ to, hạt to đấy là nó là chống rét tốt, tại vì nó sẽ tạo ra nhiều cái lớp mỡ. à thế à, Tạo ra lớp mỡ mà thế nó mọc lông tôi tốt thì nó chống rét tốt. tôi nó cho ăn lúa với cả cái gạo thay ấy, Vâng. mấy hạt kê mấy hạt vừng trộn lẫn có được. Kê với vừng thì chỉ ăn điểm điểm thôi, chứ là ăn kê nhiều nó cũng không tốt cho đường ruột lắm đâu. À thế à, Bác huấn luyện làm sao cho ăn, ví dụ cái lúa mà bác ngâm đi, xong bắt đầu bác lại phơi khô lại, bác để nó bác ăn thì nó mới lại ngô vỡ, mới một thỉnh thoảng cho cái hàng 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 hạt hàng ví dụ như là đỗ này, lạc này, vừng này, kê là bác phải rang nó lên xong rồi cho nó ăn thì tốt. à thế à, rồi Vâng. rồi rồi Vâng. rồi Rang lên là cho cái chất chất dầu tươi của nó là nó sẽ giảm đi, là phân của nó sẽ khuân hơn, nó không bị đi ở. à thế à, Vâng. và tôi thì ở đây thì không có lạc đỗ mà chỉ có ngô đấy, không có mấy ngô, ngô vỡ miếng thì không có mấy, toàn ngô bột thôi. Vâng, đấy đại khái là như À thế, thì khoảng thế à, nhiều còn tôi thóc thì cũng cho vào đãi xong rửa sạch sẽ, xong lại phơi khô già đi, xong đổ vào cái lọ. vâng. Chúc mừng Và bác cứu được thì con cảm chim là ơn, cũng chúc mừng bác, và gọi điện cảm ơn, đến lại càng mừng. và cảm ơn sếp nhá. Vâng, Có thỉnh gì thoảng anh anh em em bây mình giờ có gì cứ nói chuyện về chim cu mà. vâng rồi 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 ok, vâng cảm vâng ơn, vâng ok ạ. vâng.